cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Hả? Mình đã trở thành partner của Play Together rồi. What? À, thật ra là mình join thôi các bạn ơi, đã chứ không phải là mình nhận partner đâu, mà là những bạn partner tương lai. Oh my god. Wow. Và mới đây thì đã có kết quả thông báo nãy, kết quả tuyển chọn creator chính thức Play Together, tức là tuyển partner đó các bạn ơi. Thì trong số chúng ta có tổng cộng là 3.868 ứng cử viên. Phải nói là lượng ứng cử viên rất là đông đảo trong năm nay nha các bạn ơi, trong cái kỳ tuyển chọn này luôn có mọi người ơi. Nhưng mà trong số 3.868 bạn đó thì chỉ được chọn là 72 người được chọn thôi các bạn ơi, không có chọn nhiều đâu. Đó thì trong đó thì có tổng cộng là 44 nhà sáng tạo đến từ Việt Nam. Mời đẹp, mời đẹp. Vậy mình sẽ ra kiểm tra xem nick của các bạn partner mới trong kỳ tuyển chọn lần này nha. Đó, rất là nhiều những cái tên mới luôn. À, có một cái bạn gì đấy, Dương Ba Bi. Ủa, sao có level 3 đâu các bạn ơi. Oh no. Hả? Oh god, please no, no. Và ta-da, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Papi. Và vào đầu cái video này thì các bạn nhớ cho anh được like, đăng ký kênh đó nha, để ủng hộ kênh của mình đạt mốc tiếp theo đó chính là 50k lượt đăng ký. Rồi, đó thì đầu video này thì mình sẽ là chúc mừng tất cả những cái partner tương lai đó, những bạn mới vừa được kết nạp trong đợt lần này. Đấy, có tổng cộng đó chính là 44 bạn partner đến từ Việt Nam nha. Cho thấy là cái con số rất là lớn đó, người chơi đông đảo ở Việt Nam luôn các bạn ơi. Đấy, công nhận là thị trường Việt Nam luôn luôn áp đảo những cái thị trường khác đó nha. Và đây là danh sách tất cả những partner đó, nói chung là rất là nhiều nha mọi người. Nãy trong đây các bạn có thui không? Đó, danh sách đầu danh sách kìa các bạn ơi, nó top 1 Barbie đó, ở trên là Sunny Lia, nó Nene TV đó các bạn ơi. Rồi và đây là những bạn partner mới nè, đó, rất là nhiều luôn. Đấy, hậu Play cái nhân tin mới này, Hitty Sun Gamer nè. Đấy, rất là nhiều. Và có bên cạnh đó những partner quốc tế nha các bạn. Đấy, nước ngoài này, Indo nè, Trung Quốc nè các bạn ơi, Đài Loan nè. Đó, rồi tiếng Anh nè các bạn ơi. Nope. Đấy, Việt Nam rất là nhiều luôn. Đấy, cà phê rồi, nên tên cũ. Rồi có Chuki mới nè, Akai mới nè các bạn ơi. Rồi Nhật thứ nhất không hiểu vì sao bị gạch tên ở đây rồi. Đấy, May May Manto Game. Rồi Khang Sắc, Nu xinh đẹp. Đấy, Ngọc Thanh, Winslay, Bia Thảo Bé Đêm. Rồi đó, May May nha các bạn. Rất là nhiều những cái tên. Trong này có cái tên Yuni, nhưng mà không biết lý do vì sao mà bị gạch sổ ở trong đây. Đấy, bạn này thì có kết bạn trong danh sách của mình á. Đấy, thì tương tác cũng cao quá mọi người ơi. Đấy, nhưng mà không biết lý do vì sao mà bị gạch ở trong cái danh sách này nữa, rất là tiếc nha. Đấy, vậy bên cạnh đó thì cũng xin là chia buồn những bạn nào mà đăng ký nhưng mà vẫn không được làm bạc nữa. Đấy, mong các bạn cố gắng trong cái lần đăng ký tiếp theo. Và trong này là mình thấy có tổng cộng là 126 danh sách bạc nơ hết tất cả những các bạn ở trên thế giới luôn á. Rồi đó thì các bạn nào mà muốn xem danh sách thì các bạn hãy lên trên fanpage Play Together Vina Game đó, cái mục đối tác đó các bạn ơi, các bạn ấn vô cái link để xem những cái danh sách partner nha. Rồi đó thì tuyển thêm partner mới thì là mình ra chuồng gà là các bạn ơi, đó mình đã hết thời rồi mọi người ơi. Chắc không ai còn nhớ đến partner bởi top 1 Barbie này quá rồi. Thì ngày hôm nay trong shop cửa hàng lại tiếp tục có một cái gói trang phục giảm giá mới để các bạn mà mình cực kỳ là thích nha. Đấy, cái gói này tôi thích lắm, lâu lắm rồi các bạn. Đấy, nhưng mà game vẫn chưa bán ra thì bữa nay game đã bán ra rồi, tranh thủ húp vội nha các bạn. Đó, 129k sale còn 49k nè. Rồi bên này có thêm cái gói mới, à, gói cũ các bạn nhưng mà bán lại nè. Ủa là trời, 649k mà sale còn 329k nha các bạn ơi. Nhưng mà toàn là đồ nội thất cũ không à các bạn ơi. Đó, cái đồ này đồ cũ không à, nhưng mà bán 300 mấy chục k luôn. Và 300 mấy chục k còn rẻ nha các bạn. Đấy, thật chất là cái gói này mới ra là bán hơn 1 triệu nha các bạn ơi. Đó, hơn 1 triệu đồng khi mà mới ra đó mọi người. Bây giờ thì game giảm giá 649 nhưng mà sale là 329 đó nha. Rồi nữa nhưng mà chắc là ít người mua lắm. Đấy, tại mấy cái đồ này người ta có hết rồi các bạn ơi. Đấy, trong quá trình chơi game là lâu giờ rồi cũng để mua rồi. Đấy, thật chất là mua cái gói này là chủ yếu chúng ta nhận thêm là 300 kim cương nữa thôi. Và thêm cái gói vũ đạo mới nè, 129k siêu 60% là 49k nè. Và các bạn nào mà không biết nạp thì có thể là mua cái gói vũ đạo nam này với giá là 50 kim cương nha. Đó, khổ cầm mất công nạp. Ê, ê khoan, nhưng mà cái đồ này đồ mới các bạn ơi. Đồ trong hai cái gói vũ đạo là đồ mới nè. Đấy, cái ông kia cũng nhảy nhảy nè các bạn ơi. Đấy, trang phục mới nè. Đó, đây thực chất cái trang phục sắp sửa được cập nhật nha các bạn. Nó sẽ được bán ở trong cái cửa hàng trong cái thời gian sắp tới thôi. Nhưng mà mình chưa biết là bán bằng kim cương hay là bán bằng tiền mặt nữa đây. Đấy, nhưng mà nhìn trông rất là đẹp nha, đảo style phong cách Hàn Quốc luôn.
Rồi tiếp tục có những cái mới trong cửa hàng đây các bạn ơi. Nani? Rồi cái nón này hình như là mình đã mua rồi. Đấy, cái mũ này mua lâu rồi các bạn ơi, như là đồ cũ á. Đấy, có một cái này cũng là đồ cũ nha các bạn. Đó, nhưng mà bán 200 kim cương nè. Đồ này đồ sự kiện đó các bạn ơi. Đó, bạn này mà trong cái đợt sự kiện trước hình như mình nhớ là quà đăng nhập trong cái lịch quà tặng đó các bạn. Nhưng mà mình quên mất tiêu là sự kiện gì rồi. Đấy, bạn nào nhớ này nhắc lại cho mình nha. Đó, thì nói chung là nhận quà đủ 24 ngày để được cái mục đó, đó các bạn ơi. Đấy, thì bạn nào mà trễ mà không nhận thì có thể là mua lại bằng kim cương nha. Đó, mọi thứ là trả giá bằng kim cương nha các bạn ơi. Rồi, và ngày nay mình sẽ là chết xem nha các bạn nè. Coi là mọi người có bạc nơ chưa. Rồi, thì đã có bạc nơ các bạn ơi. Có chữ B hết rồi kia. Rồi, xin chúc mừng. Đó, đầu tiên danh sách là các bạn này gì này. Hảo bé đêm này. Đấy, có chữ B rồi trong danh sách bạn. Đấy, hôm nay chúng ta xoài tí xíu nha các bạn ơi. Đó, chết bạc nơ mới tí xíu nha. Đó, sẵn tiện ăn mừng. Đó, chặt bạn lên TV nè. Rồi đó, tiếp theo Nora Play. Rồi cái tên mới nha các bạn ơi. Đấy, cũng là bạc nơ Việt Nam nè. Rồi bạn này thì mình chưa có biết. Rồi đó, em bé Tiên. Rồi bạn này thì mình biết nè. Đấy, có kết bạn TikTok rồi các bạn ơi. Đó, rồi cũng có chữ B luôn. Rồi đấy, toàn là bạc như bạc nơ bên TikTok rồi các bạn ơi. Rồi chỉ xem bạn nơ mới thôi nha, đã bạn nơ cũ là không có xem nha các bạn ơi. Đấy, mấy cái tên quen thuộc là đã có rồi nè. Nó có Luke thì mới nè các bạn. Đấy, bạn này mới nè. Rồi để xem có bạn nào mới trong danh sách nữa không. Đấy, mình sẽ truy rè hết nha các bạn. Rồi coi có cái gì nó hay hay không nha. Rồi tiếp theo Winslay nè. Đấy, cũng có TikTok các bạn ơi. Bạn này làm TikTok nè. Rồi có Angin. Rồi Angin thì cũ rồi. Đấy, idol lớn là các bạn ơi, đó dân chơi đây. Rồi có bạn Nu xinh đẹp nè. Đấy, trong danh sách bạn là các bạn ơi. Đó, thì cũng được làm partner nha. Đấy, chúc mừng Nu và cảm ơn các bạn. Rồi đó, chúc mừng bạn Nu luôn. Rồi để xem coi. Ủa là trời, danh sách bạn toàn là gì đây, xinh đẹp không mà vậy. Đó, nguyên danh sách bạn là toàn là xinh đẹp không mà các bạn ơi. Wow, nguyên một động luôn. Đó, Nu xinh đẹp hết. Rồi thì Mỹ nè. Rồi thì Mỹ 499. Đấy, cũng bên TikTok luôn nè. Đấy, có chữ B luôn. Rồi đợt này là theo hồ là xin chữ ký partner nha các bạn ơi. Đó, đi nói chung là đi đâu cũng là thấy partner hết. Rồi trời, danh sách toàn là 499 không hình như là cờ lăng. Rồi đó, quá trời quá đất rồi các bạn ơi. Ủa sao mà không thấy cái các bạn với partner nào hết. Đấy, hình như là chỉ chủ yếu các bạn với fan thôi. Rồi ok. Có kẻ Ngọc Thanh nè các bạn ơi nè. Rồi Ngọc Thanh 2KB đều là partner luôn. Quá là ghê gớm. Rồi đó, rồi đi coi có cái ai đúng không nha. Rồi Sunbi nè. Đấy, xin bây giờ hình như là mới có lại các bạn ơi, đợt trước cũng có rồi mà bị hủy á. Đấy, xong giờ có lại nè, được cấp lại nè. Rồi để coi còn ai nữa không. Rồi toàn YOLO như mới luôn nè. Đấy, toàn YOLO mới. Rồi bạn này cũng mới nè, hết đi săn nè. Rồi bạn này thì mình không biết, không có xem. Rồi để nó coi rồi. Đấy, có toàn YOLO. Rồi toàn YOLO như cũng mới luôn nè, như là đăng ký bên YouTube nè các bạn ơi. Rồi có Manto Game nè. Manto Game thì mình biết. Đấy, bên TikTok nè các bạn ơi. Rồi cũng làm partner luôn, xin chúc mừng. Rồi có DD nè các bạn ơi. DD cũng được nhận partner luôn, quá nhiều luôn. Rồi gì đây, Fajit nè. Bạn này mới nè. Đó, những bạn nào mà hay xem cái clip của mình mà trong mấy cái ảnh lộ đó có cái tên của bạn Fajit này nè. Rồi để xem thêm là Chibet như là cũ người nước ngoài. Rồi để coi cái nhí ba bi nè các bạn ơi. Đó, như bạn này mới luôn. Rồi bạn này mình không biết. Đó, sorry nha, những bạn nào không biết là mình kêu không biết nha mọi người. Đó, chứ không phải là mình chảnh gì hết. Đấy, tại cái tên này lại mình mới thấy á. Rồi các bạn Dương Baby này nữa nè. Ủa là trời, nhưng mà sao có level 3 các bạn ơi. Ảo thế nhờ. Rồi bạn này thì mình cũng không biết thiệt. Đấy, nhưng mà sao có level 3 mọi người. Đấy, nói chung là mình không có khinh level thấp hay gì hết. Nhưng mà mình thấy nó bất ngờ nha các bạn. Đấy, tại là game người ta chọn đối tác partner thì người ta phải là xem xét kỹ đó, có lý do người ta mới chọn nha các bạn, chứ không phải là tự nhiên mà người ta chọn là partner đâu. À, nhưng mà mình cái thắc mắc là mình thấy level 3 thôi. Các bạn đó là chủ yếu là làm clip thôi chứ không có chơi game nhiều á. Rồi nó không có lên level ở mọi người. Rồi các bạn gì nè, CG Su. Rồi Sunbi. Rồi không biết bạn này là bên YouTube hay TikTok.
Ok đó, thì hôm nay mình kiểm tra xem này rất là nhiều những bạn mới để trở thành partner rồi nha. Rồi nói chung là tranh thủ bú pha em tí nha các bạn ơi, đã kiếm ít chút tương tác. Thì nói chung là cảm giác của mình bây giờ là giống như là mình đang giống như hồi trước mình nhận partner đó các bạn ơi. Đó, nhìn những bạn này nhận partner mới nè, đó cái thông báo mới mà mình cảm xúc bồi hồi lăng lăng. Cảm giác ngày xưa nó quay trở lại đó các bạn. Lúc tôi nhận partner tôi cũng vậy á, cảm giác lăng lăng vui vui á. Rồi nhưng mà không ngờ là đợt này là mình thấy là tuyển rất là nhanh nha các bạn. Nãy cái đợt không biết sao chứ cái đợt của mình là tuyển khá là lâu á, phải nhất là 3 tháng nha. Nó xét duyệt 3 tháng. Kể từ khi có thông báo thì phải là 3 tháng sau mới có kết quả nha các bạn ơi, chứ không phải đợt này là nhanh á. Đợt này hình như là thông báo, mình nhớ là thông báo từ hồi tháng 9 là các bạn ơi. Đấy, bây giờ tháng 10 là một tháng á. Đấy, chưa tới một tháng, như một tháng được một tháng đó các bạn ơi. Đó thì khá là mau luôn nha. Đấy, không hiểu sao là đợt này là tuyển bất ngờ rất là mau luôn, nhưng mà lại tuyển nhiều nữa. Nhưng cũng hơi buồn một xíu là có vài cái tên em mình tin là sẽ làm mặt nơ đó, nhưng mà rốt cuộc là không được nhận, không được trở thành đối tác của Play Together các bạn ơi. Đấy, rất là hụt hẳn luôn. Rồi nhưng mà không sao đó các bạn, nó mong các bạn nó đừng bỏ cuộc nha. Và tiếp tục là cái ước mơ của mình trở thành đối tác Play Together. Rồi để kiểm tra xem cái điểm của mình hôm nay như thế nào rồi. Điểm của mình là hiện tại là đang C cộng nha các bạn ơi. Đó, có nhiều bạn hỏi là E cộng, B cộng gì đó. Đó, này thì là cái đây nha các bạn, để chúng ta kiểm tra nha. Hiện tại là mới ngày hôm nay là C cộng thôi. Đó, thì tức là nếu mà C cộng mà tới E cộng. Đó, thì phải là trải qua khoảng là phải trải qua 3 bậc nha các ơi 4 bậc nha các bạn ơi. Nó phải ít nhất là 4 ngày nữa. Đấy, từ C tới E cộng là từ C cộng tới E cộng là 4 ngày nữa nha các bạn. Đó, các bạn ơi ráng chờ đợi nha. Thì ngày hôm nay là cái gói VIP mua học viện đàn hạt để trở lại nha các bạn ơi. Đó, đạt xuất hiện rồi. Đấy, 149k, 329k nè. Wow, wow, trong này có một cái rất là đặc biệt đó, chính là một cái thuyền đàn hạt Luna tím. Rồi, tốc độ 5 có thể câu và đi được một chỗ à. Ủa là trời, đi được có một người nha các bạn ơi. Đó, mình tưởng là đi được hai người chứ. Đó, nhưng hôm nay đi được có một người à. Đó, không biết là cái thước to hay nhỏ này. Rồi, có mũ nồ nè, áo đẹp nè các bạn ơi, đồ đêm nè. Wow, wow, được á. Ê, tóc đẹp nè các bạn ơi. Công nhận là đợt này là xịn nè mua ơi. Đó, trang phục, tóc, rồi, đó, rất là ok nha, hoàn hảo. Rồi, sân khấu. Rồi, cái này cũng đẹp luôn nha các bạn. Đấy, sân khấu vườn đàn hạt cũng được nè, xịn nè. Đấy, đợt này nội thất ngon là các bạn ơi, đấy, trang phục đẹp luôn. Rồi, thuyền cũng đẹp luôn. Oh, có xích đu nữa các bạn ơi. Xịn xò, xịn xò. Wow, có kẻ giấy dán tường xịn nè các bạn ơi. Đấy, giấy dán tường mây vườn đàn hạt. Wow, wow, đẹp ghê chưa. Và theo các bạn thì mình sẽ chấm cái bộ VIP pass này là bao nhiêu điểm. Đó, nhưng mà hôm nay là mình chưa có nhận VIP pass này sớm. Đó, chưa có thể review cho các bạn full được. Đấy, phải đợi các bạn trong cái clip tiếp theo nha. Ý khoan, đợi như thế nào được các bạn ơi. Đó, mình đã quay trở lại đây. Đã nói các bạn lợi chút xíu thôi, đã tại là chị Thảo đã vừa mua cho mình cái gói sản phẩm về VIP mới sáng nay các bạn ơi. Và cái avatar này cũng đẹp nè các bạn. Công nhận cái đợt VIP pass này hoàn hảo nè mọi người ơi. Đấy, mình thấy khá là hoàn hảo á. Rồi, mình sẽ đã chấm tuyệt đối là 9.5/10 nha các bạn. Đó, không thể nào mà cho 10/10 được. Đó, 10/10 là phải là hoàn hảo, siêu hoàn hảo đó. Cái này chưa phải hoàn hảo đâu các bạn ơi. Đấy, mà 9 cho 9.5 thôi nha các bạn. Đó, 9.5 là cao nhất rồi đó. Rồi, để xem là chị Thảo phù hợp review như thế nào đây. Rồi, đó, nón mũ nồi đẹp nè. Đó, thì các bạn thấy cái số điểm 9.5 có xứng đáng hay không? Đấy, còn các bạn cho bao nhiêu điểm, hãy comment dưới bên này nha. Đấy, tóc cũng đẹp nè. Đó, cái dụng đẹp quá đó các bạn ơi. Rồi, bộ đồ cũng được nè. Đó, mình kết cái bộ đồ rồi các bạn. Đó, quá là sáng tạo luôn. Rồi, tiếp theo. Đó, bốt học viện đàn hạt. Rồi còn gì nào? À, còn các bạn ơi, sàn sân khấu nữa nè. Rồi, rất chất lượng luôn. Quá đẹp các bạn ơi, sân khấu vườn đàn hạt. Đấy, cái này mà mình đã coi cái kiểu mà phong cách đám cưới đó các bạn ơi. Oh, rất là quý sưu tập luôn nha. Đấy, rất là đẹp sang luôn á. Đấy, mấy cái đồ này đã coi đám cưới ngon nè các bạn ơi, đẹp nè. Đấy, đài phun nước vườn đàn hạt nè các bạn. Ta-da, rồi, và đây chính là nhân vật chính của chúng ta đây các bạn ơi. Đó, đó chính là chị Thảo. Rồi, đó, giỡn thôi, đó chính là cái chiếc thuyền nha các bạn ơi. Thì lúc đầu, ban đầu mình tưởng là đi được hai người, nhưng mà hóa ra là một người nha các bạn. Đó, hiệu ứng rất là đẹp đó các bạn ơi, mà còn câu được nữa. Quá là xịn sò nha. Đấy, đặc biệt là chính là cái chiếc thuyền này có thể là có tiếng đàn âm nhạc nha các bạn.
và em sẽ cho các bạn xem cái tiếng nhạc của nó. Rồi cho các bạn nghe chút xíu thôi nha, nó tại mình sợ là mở nhạc bánh đánh bản quyền nữa các bạn ơi, đó, không biết là cái nhạc này nó có bản quyền hay không nữa. Rồi nhưng nói chung là cái đợt VIP này là quá tuyệt vời nha các bạn, 9.5/10 luôn. Ok, rồi và như vậy cái video clip của mình đến đây cũng đã kết thúc và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu, ta-da.